Ecomart xin chào anh chị. Ecomart xin giới thiệu đến anh chị sản phẩm toner cắt tóc đến từ thương hiệu Philips với model là MG3730. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở sản phẩm ra để xem bên trong sản phẩm sẽ như thế nào nhé. Như chị có thể thấy là sản phẩm và các phụ kiện đi kèm sẽ được bao bọc bởi một lớp bìa cắt tông, sẽ giúp cho trong quá trình vận chuyển sản phẩm sẽ không bị chảy xước. Đi kèm là sẽ có sách hướng dẫn và có một túi đựng này để cho anh chị sẽ để những cái phụ kiện như là đầu cắt để khi mà mình đút trong vali hay là trong ba lô để mình di chuyển. Máy sẽ được bọc trong một lớp ni lông chống chảy xước. Lưỡi cắt thì được thiết kế bởi thép tự mài bén, không bị xỉn hay là gãy. Đi kèm thì sẽ có một dây sạc. Đi kèm là sẽ là các đầu tỉa, máy tỉa lông mũi, lông tai, lược tỉa râu, hai lược tỉa râu ngắn, ba lược cắt tóc. Đây sẽ là tỉa lông mũi nha anh chị nhé. Bàn chải để vệ sinh. Để đặt mua sản phẩm, anh chị ấn trực tiếp nút đặt mua trên web là ecomart.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline của siêu thị là 0243 965 6067 hoặc 0974 17 85 86. Ecomart trân trọng cảm ơn.